cái đồng hồ lên mọi người nhé. Về mọi người sẽ cậy cái nút này ra này, cậy cái này ra và sạc pin vào. Tất cả hàng về là đều pin đều chưa được lạp nha mọi người nhé, nhưng về mọi người lạp vào rồi mới sạc rồi mới sử dụng. Đây là hàng này là chưa có pin, em chưa sạc cho nên là đây mọi người nhìn này. Đây là danh bạ này. Đây là cuộc gọi này, ấn số điện thoại gọi, nghe nhạc này, chụp ảnh, có cả chụp ảnh nha mọi người nhé, chụp ảnh rồi, đây có cả chụp ảnh này, rất sắc nét, hiện đại không? Bắt bluetooth, loa này, nhiều chức năng nhé. Facebook này, có thể chơi Facebook ở trên đây. Nói chung nó có đầy đủ tất cả các chức năng như một chiếc điện thoại thông thường. Và có nó có cả giờ đồng hồ ở đây. Đây nhá, mọi người nhìn hàng nhà em này. Hàng em cực kỳ chắc chắn và hàng đẹp nhá. Hàng full hộp. Rất đẹp luôn. Đẹp dã man ấy. Đây cài đặt này. Chiếc điện thoại thông thường có những chức năng gì thì cái đồng hồ này nó có tất cả những chức năng đấy nhá. Ở đằng sau này này, ở đằng sau các bạn mở cái lắp này ra này. Em cầm này em không mở được ra. Mở cái lắp này ra là ở đằng trong đây nó có một bên là để cài SIM và một bên là để cài thẻ nhớ. Mọi người cài vào và sử dụng như một chiếc điện thoại thông thường. Cái máy này em chưa lắp SIM và chưa lắp thẻ nhớ cho nên là không vào được một chức năng gì. Đây cài đặt. Quá đỉnh luôn ạ. Yeah. Mọi người nhìn em quay cận chất cho mọi người xem này. Bóng đẹp. Đây mọi người nhìn này. Bóng đẹp luôn. Mở cái nắp này ra là bên trong đây nó có cả mã. Đây mọi người nhìn thấy có mã email này. Mã email của từng con máy một này. Đấy. Mở cái pin này ra. Đây mở pin ra này. Ở bên trong nó là một cái. Bên đây là để cài SIM. Cài SIM này. Bên đây là cài thẻ nhớ. Đấy. Và đây là đầu lối của bộ sạc nhá. Đây mọi người có thể cắm cái này. Cắm cái sạc này vào đây. Đây là chỗ để sạc điện thoại này. Đây ạ. Khu này là để sạc điện thoại. Đây ạ. Mọi người cậy cái này ra. Chặt thế. Đây mọi người cậy cái này ra nhá. Và sạc điện thoại ở ổ bên đây. Đây mọi người nhìn này. Đây là sạc điện thoại này. Chỉ có một cái cổng nối thôi nhá. Còn cái đầu củ của nó thì mọi người về cắm vào cái đầu củ ở nhà sẵn có của mình nhá. Đây chỉ có một cái dây nối này để sạc vào, sạc điện thoại vào. Quá đẹp luôn. Cho mua cho con để đi học đeo, mọi người có thể liên lạc với con trai mình nhá, mà không sợ con làm mất điện thoại vì lúc nào con cũng đeo ở trên tay, có thể xem được giờ nữa. Quá tiện lợi. Thị trường người ta bán cực kỳ đắt. Nếu như mà là hàng chuẩn này của em, đây mọi người nhìn này. Hàng có mã email cực kỳ chuẩn, ở ngoài thị trường bán mấy trăm nghìn ấy ạ.